cộng dây mới chụp. Hồi nãy thì anh Kiệt với mấy anh em cũng đã có bút tiên ở bên dưới rồi. Hai lúa chào cả nhà nha. Thì hôm nay hai lúa đi quay cưa một cây bàng. Thì hôm nay gồm có anh Kiệt và anh Chí, anh Sang, anh Minh, bốn anh em cưa một cây bàng nha cả nhà. Hiện tại thì cây bàng này trời mới vừa mưa tạnh cả nhà, nên ướt nhẹp mà. Dưới cây bàng này có rất là nhiều dây điện bên trên.
cái bàn này hồi lúc trước là có một anh thanh niên nhà ở đây cả nhà, đó nhà trong đó đó. Thì hồi nãy thì anh Kiệt với mấy anh em cũng đã có cúng kiến ở bên dưới rồi, xin cưa cái bàn cả nhà. Ngoài lộ rất là nguy hiểm nha cả nhà. Lớn luôn cả nhà. Tối tàu quá trơn do trời mưa cả nhà, mưa vừa tạnh luôn, hiện tại còn rất là u ám. Cả nhà.
về hướng hai lúa đang đứng đây cả nhà. Tại bên dưới xe cộ chạy qua lại rất là nhiều. Trời ơi, trời ơi, ghê hả? Thôi, đúng cũng rồi nè. Quá trời trái bàn luôn. Giờ mấy anh em tranh thủ dọn cho sạch đằng xe chạy qua lại đó nha. Đây, đây, trái bàn, trái bàn đó. Nhiều bà con xung quanh đây xúm lại để dọn tiếp anh em những nhánh bàn vô trong lề để cho xe cộ chạy qua lại. Xe rất là đông đó nha. Hiện tại thì anh Sang đang cắt cái hướng nhánh bên dây điện khá là nhiều. Bên đây thì anh Minh cũng cắt cái mấy nhánh bàn nó nằm trong gần cái cột điện đó nha. Rất là nhiều dây wifi ở trên đó, cái dây điện. Bàn nó khô quá nha, bò dướng nha.
nhánh cây có dưới cộng dây điện trên đó cả nhà. Quá trời dây điện rồi. Bên anh mình thì cũng đang gặp nhiều khó khăn vì những nhánh nó sọt vô trong dây điện đó nha, sọt chéo chéo trong, đang rút không ra luôn. Đâu ghê rồi. Thì đứng hướng này nó hơi chá mặt trời xíu nha. Mặt trời bên đây nè. Mặc dù có mai nhưng mà vẫn hơi bị chá nắng. Và dây điện chằng chịt chưa? Tại thì hai lúa đang đứng trước kẻo, trước cái cửa của nhà anh mà cả nhà. Đây thì nhà này thì cũng đã dỡ bỏ rồi. Có mang dép chảnh không? Khá là nguy hiểm cả nhà. Đi chân không trên đó nữa. À, bên mình thì cũng đang kéo mấy nhánh bàn ở trong dây điện ra nè. Vậy như đôi dép luôn hả? Trời chuyển mưa tới nữa cả nhà ơi. Quá trời ông bình định trên đó. Tại không biết là mấy anh em có thể làm kịp hay không nữa. Ồ có nhánh đó nó bị cái nhánh bàn ăn công dây điện luôn rồi. Có cả nhà thấy không? Đây nè. Ở dưới nha cả nhà. Đây là chắc hai ở dưới đó. Liền ra với cộng dây điện chung với nhau luôn rồi.
cái khúc đó chắc hồi cắt chắc còn dính khúc tay trên công điện quá cả nhà, chứ không có gỡ ra được rồi, tại vì nó dính liền với nhau rồi. Thì bên anh Minh cũng đã dọn chống phần bên anh Minh rồi. Ở bên anh Sang thì còn khá là nhiều dây điện, vì bên đây rất là nhiều luôn, nhiều hơn bên cái nhánh của anh Minh đứng cưa, hình như là chuẩn bị cắt hạ nguyên nhánh lớn ở ngoài cả nhà. Để hai lúa đi ra bên ngoài để quay. Miếng một nồi luôn. Dây điện chăn chịt luôn. Oh.